Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc thùng đựng gạo hút chân không của hãng Lok Lok. Thùng này có hai phiên bản, đây là phiên bản 7 lít và phiên bản thứ hai to hơn là phiên bản 12 lít. Có thiết kế hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước thôi. Đây là EJR983, còn đây là EJR973, phiên bản 7 lít ạ. Cách sử dụng thì cũng như các thùng gạo thông thường, chúng ta đổ gạo vào trong. Nhưng có khác biệt đó là cái nắp này nó kín và có bộ phận hút chân không. Khi các bạn đóng nắp thì cái thùng gạo này sẽ tự động hút chân không để giúp bảo quản gạo tốt hơn. Đây là mã của hai sản phẩm. Chúng ta thấy về hình dáng là giống hệt nhau. Phía trước là có cái phần hiển thị là chúng ta sẽ biết gạo trong là vơi hay đầy. Phiên bản này 7 lít. Còn đây là phiên bản 12 lít. Điều đặc biệt của cái thùng gạo này đó là thể hiện phần nắp. Chúng ta thấy có cái bảng điều khiển, nút công tắc nguồn và nút đóng mở. Cả hai cái giống hệt nhau, khác nhau về chiều cao và đường kính thôi. Đây là phần tay cầm, được thiết kế giả vân gỗ. Dưới đáy chúng ta sẽ thấy có thông tin về sản phẩm. Đây là phiên bản 7 cân. Do sử dụng pin sạc nên chúng ta sẽ có cái cáp đi kèm để bạn sạc pin. Đây là cáp dạng hút nam châm, các bạn dính vào đây và cắm vào cổng USB, nó sẽ sạc pin. Khi nào đèn đỏ thì các bạn mới phải sạc. Đây là chân sạc này, nó tự hút. Và trên đó là công tắc nguồn và đèn báo. Bấm đây là chúng ta sẽ bật. Thì bắt đầu máy sẽ hút chân không. Và nó sẽ đạt đến áp suất cần thiết thì sẽ dừng. Còn đây là nút đóng mở. Ở nút này để mở. Đèn chỉ thị xanh nữa chúng ta mở ok rồi. Và bên trong này là nơi chứa gạo. Chúng ta sẽ được tặng kèm một cái muôi múc gạo. Cái muôi này giống như các cái muôi tặng theo nồi cơm ấy. Các bạn sẽ đong cái muôi này để đong nước cho nó chuẩn chính xác. Còn đây là phần hút chân không này. Trong này có cái động cơ, nó sẽ hút chân không ở trong lòng cái thùng gạo này. Ấn đây thì nó sẽ tự động khởi động cái hệ thống hút chân không. Tương tự vậy, cái thùng gạo 12 lít chúng ta cũng bật nguồn lên. Nó sẽ khởi động hệ thống hút chân không. Còn đây là mở. Phụ kiện đi kèm đấy ạ, sách hướng dẫn. Đây các bạn nhìn thấy cái viền cao su xung quanh. Và khi đóng lại nó sẽ kín. Ấn vào sẽ tự động hút chân không. Nó sẽ tự dừng khi mà hút đạt áp suất. Và đèn đỏ thì các bạn lưu ý là sẽ phải sạc pin. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái thùng đựng gạo rất đặc biệt có khả năng hút chân không, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.